Đây, giới thiệu với các bạn, đây là MC nữ mới của chương trình Thì Lời Muốn Nói, nhưng mà Khang đã dẫn hai chung một số của Minh Phương. Minh Phương hôm nay là thế hệ Gen Z. Từ bữa nay em rung rung gan. Em Gen A, anh Gen Z. Gen Z. Không bao rồi. Thì hôm nay là hai đứa sẽ dẫn về chủ đề là khi người ta trẻ, đúng không? Khi người ta trẻ. Dạ. Trẻ măng luôn. Trẻ măng. Mà khán giả ở dưới ngày hôm nay đi coi cũng rất là đông. Hy vọng là chương trình sẽ mang đến nhiều cảm xúc. Hồi nãy cái phần chào đầu á, hai anh em mình lúc mà rehearsal tính là hát đúng không? Tính debut đúng không? Rốt cuộc. Thôi giờ hát thử đi, lên sân khấu là được hát đâu. Ai và cứ sai đi vì cuộc đời cho phép và cứ yêu đi. Vì dùng rừng ngu si. Anh xin lỗi, kêu ra đâu. Không debut là chính xác đó. Cho con ngủ quên trong lòng mẹ, quên hôm nay đời con sóng gió. Ở ngoài kia làm gì cũng khó, chẳng dịu dàng như tay mẹ chở che. Mong mơ bên tận cùng thế giới, từng gió tựa như khúc hát khó lời. Chạy show bận rộn anh. Rất là ông Khang có lượng khán giả, lượng hâm mộ trung niên rất nhiều. Các cô rất yêu mến. Yeah. Hy vọng là sẽ gặp thêm khán giả nhiều hơn nữa. Em cũng tại quý vị trong Hay Là Muốn Nói. Cho tôi, cho bà, cho chúng ta. Yeah. Yeah. Đây là Vũ Đoàn, ngon trai Việt, Vũ Đoàn ôm show có thể là muốn nói. Ủa mặc đồ sexy vậy hả? Ủa, tăng rating á. Ừ, tăng rating. Cảm ơn em nha.